Thầy chào các em. Tiết học hôm nay thầy chia sẻ với em về cái chủ đề thứ hai của cái chương điện tử học. Nội dung của chủ đề hôm nay là ta học về từ phổ, đường sức từ, từ trường của ống dây, sự nhiễm từ. Chủ đề hôm nay nội dung cũng khá dài và cũng rất quan trọng. Cho nên là thầy mong rằng các em cố gắng tập trung vì nội dung của chủ đề này sẽ là phần chính, là nội dung chính trong đề kiểm tra cuối kỳ ở phần điện tử học. Thì trước hết thì thầy sẽ nhắc lại về nội dung của bài trước có liên quan đến bài học hôm nay. Và tiết học trước thì ta nhớ lại cái thí nghiệm Ørsted. Thí nghiệm này mô tả khi cho dòng điện chạy qua một dây dẫn song song với một kim nam châm thì kết quả là kim nam châm lệch khỏi vị trí cân bằng. Điều này chứng tỏ rằng khi dòng điện chạy qua một dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều gây ra tác dụng từ lên kim nam châm, đều tác dụng lực từ lên kim nam châm. Và qua đó, người ta cũng chứng minh được rằng xung quanh nam châm, xung quanh dây dẫn có dòng điện và xung quanh trái đất có từ trường. Như vậy, từ trường của nam châm, từ trường của dòng điện giống nhau hay khác nhau? Làm sao mà ta nhận biết được bản thân từ trường là khoảng không gian bao quanh nam châm, bao quanh dòng điện? Như vậy làm cách nào để ta so sánh được cái hình ảnh từ trường của nam châm cũng như là từ trường của dòng điện? Thì bài học ngày hôm nay em sẽ thấy được, nhận biết được cái hình ảnh từ trường của nam châm và dòng điện. Các em thấy được cái sự khác nhau của chúng. Phần thứ nhất là từ phổ đường sức từ. Trong nội dung bài học hôm nay cũng có một số khái niệm mới, những cái thuật ngữ. Cho nên là các em cố gắng quan sát từ thí nghiệm để mình hiểu được nội dung của bài. Từ trường là khoảng không gian bao quanh nam châm hoặc dòng điện ta không nhìn thấy được từ trường. Thế thì từ phổ là gì? Từ phổ ta có quan sát được không? Và nó có liên quan gì đến từ trường hay không? Ta xét cái thí nghiệm để tạo ra một cái từ phổ của một cái nam châm thì người ta làm như sau. Người ta dùng một cái tấm nhựa trong, đặt một cái thanh nam châm lên đó và đồng thời người ta rải mạt sắt, tức là những cái vụn sắt trên tấm nhựa, rải đều khắp trên tấm nhựa và trên cả thanh nam châm. Thì khi ta rải xong thì ta thấy các mạt sắt cũng không có thay đổi gì về cái vị trí sắp xếp. Nhưng nếu ta gõ nhẹ đều khắp trên tấm nhựa một khoảng thời gian ngắn thì em sẽ thấy được hình ảnh sắp xếp của các mặt sắt ở xung quanh nam châm và em sẽ trả lời hai ý như thế. Ý thứ nhất là các mặt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào, nó có theo một cái trật tự nào không, nó theo một cái hình dạng nào không, và mật độ mặt sắt ở xa thân nam châm so với ở gần nam châm nó có khác nhau hay không. Thì sau khi ta gõ nhẹ trên tấm nhựa thì ta sẽ thấy được hình ảnh sắp xếp của các mặt sắt. Như vậy ta quan sát từ cái hình thứ nhất là ta rải mặt sắt trên tấm nhựa ta chưa gõ nhẹ, sau đó ta mới gõ nhẹ đều khắp trên tấm nhựa và ta thấy được hình ảnh các mặt sắt sắp xếp như thế này. Và các em quan sát kỹ, các em thấy
các mặt sắt sắp xếp như thế nào, các mặt sắt sắp xếp như thế nào ở bên ngoài nam châm, và chỗ nào mặt sắt sắp xếp nhiều nhất, mật độ mặt sắt dày đặc nhất khi ở gần nam châm và khi ở xa nam châm. Rõ ràng em thấy được là các mặt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này đến cực kia của nam châm. Và càng xa nam châm thì mặt sắt sắp xếp càng thưa dần đi. Mặt sắt sẽ sắp xếp mạnh nhiều nhất ở đâu? Ở hai từ cực của nam châm. Như vậy, hai ý tôi rút ra được từ cái thí nghiệm đầu tiên là thí nghiệm tạo ra từ phổi, là các mặt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Và càng ra xa nam châm, các đường này càng thư dần đi. Và ta rút ra được kết luận. Như vậy, qua cái việc tạo ra từ phổi thì các em đã thấy được hình ảnh sắp xếp của các mặt sắt xung quanh nam châm. Và hình ảnh này người ta gọi là từ phổ. Như vậy cái từ phổ là cái mà ta nhìn thấy được, ta tạo ra được. Và thông qua cái hình ảnh từ phổ này, đó chính là hình ảnh trực quan về từ trường của nam châm. Như vậy, từ cái điều mà ta nói là không gian bao quanh nam châm là từ trường, và ta không nhận biết được từ trường bằng giác quan, nhưng mà thông qua cái từ phổ thì ta có thể thấy được cái hình ảnh trực quan về từ trường của nam châm. Và cũng dựa vào từ phổ, em cũng quan sát được càng xa nam châm thì các mặt sắt sắp xếp càng thưa dần đi. Như vậy từ trường ở càng xa nam châm thì nó càng yếu. Và từ trường mạnh nhất ở đâu? Ở hai đầu từ cực của nam châm. Vì lúc này mặt sắt sắp xếp dày dặn, mật độ nó nhiều nhất. Và ở bài trước em đã thấy là lực từ tính của nam châm rất mạnh ở đâu? Ở hai đầu cực. Đó cũng chính là nơi từ trường nó mạnh nhất. Sau khi ta đã tạo ra được từ phổ, thì bước kế tiếp là ta sẽ biểu diễn hoặc là ta vẽ đường sức từ. Như vậy đường sức từ là gì? Các em quan sát lại cái từ phổ của nam châm mà ta vừa tạo ra. Và khi ta đã thấy được các đường mặt sắt sắp xếp thành những đường cong như thế này, thì bước kế tiếp là ta dùng bút chì hoặc là bút viết mực cũng được, viết trung bản cũng được, ta tô dọc các đường mặt sắt trên tấm nhựa, ta tô dọc, tô theo cái hình dạng sắp xếp của các mặt sắt, chứ không phải là ta muốn tô đường nào thì ta tô. Em thấy không? Tô theo những cái đường cong nối liền từ cực này đến cực kia của nam châm. Dùng bút chì tô dọc các đường mặt sắt trên tấm nhựa, và ta ra được cái hình ảnh như thế này. Đó. Như vậy, việc mà ta tô dọc các đường mặt sắt bằng bút thành những đường cong như thế này, thì những cái đường này chính là đường sức từ. Như vậy đường sức từ là do ta vẽ ra, và ta vẽ đường sức từ là ta dựa vào cái hình ảnh, ta dựa vào cái từ phổ của nam châm. Các em thấy là người ta vẽ nhiều đường sức từ, nhưng mà thầy chỉ yêu cầu các em chỉ cần vẽ ba đường sức từ chính, đường số 1, đường số 2, đường số 3. Cái đường số 1 là các em vẽ ở ngay chính giữa của thanh nam châm, vẽ một cái đường thẳng ở hai đầu. Đường số 2 và đường số 3 các em vẽ trên cái đường số 1 và dưới cái đường số 1, là hai cái đường cong.
2 và 3. Ở bên đây cũng thế. Em không cần phải vẽ hai cái đường ở trên và dưới. Vẽ như vậy thì nó khó canh đều, mất thời gian. Này, như vậy là ta đã hoàn tất được bước thứ hai trong cái việc tạo ra cái hình ảnh cụ thể về từ trường của nam châm. Như vậy thì nhắc lại, bước thứ nhất là ta tạo ra từ phổ của nam châm thông qua hình ảnh sắp xếp của các mặt sắc. Bước thứ hai là ta đã vẽ đường sức từ của một thanh nam châm. Sau khi hoàn thành được đường sức từ, ta vẽ được đường sức từ thì người ta phải nghĩ rằng là cần phải xác định chiều của đường sức từ. Như vậy làm cách nào để biết được chiều của đường sức từ thì ta qua cái bước thứ ba là ta dùng các kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau trên một đường sức từ ta vừa vẽ. À, ví dụ ta vẽ một cái đường sức từ như thế này. À, còn những cái đường khác thì ta không quan tâm. Và bây giờ ta sẽ đặt các kim nam châm nhỏ nối tiếp nhau trên một đường sức từ. Khi ta đặt lên như vậy thì các kim nam châm nó sẽ quay và khi nó cân bằng nó sẽ định hướng như hình sau. Và như vậy đây là các nam châm nhỏ, nó định hướng như thế này. Bây giờ hãy nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ. Em quan sát kỹ là cực bắc của các kim nam châm nó không có cùng chỉ về một hướng hay không, hay là mỗi kim nam châm cực bắc nó chỉ một cái hướng khác nhau. Rõ ràng là ta thấy cực bắc của các kim nam châm cùng quay về một hướng, tương tự cực nam của các kim nam châm cùng quay hướng ngược lại. Vậy nói tóm lại, khi ta đặt các kim nam châm nhỏ nối tiếp nhau trên một đường sức từ thì khi cân bằng các kim nam châm đều chỉ một hướng xác định, đều chỉ một hướng xác định. Và do có cái đặc điểm này cho nên người ta mới đưa ra cái cách để xác định chiều của đường sức từ. Thì ta thấy các kim nam châm khi nằm cân bằng trên một đường sức từ nó nối đuôi nhau. Nối đuôi nghĩa là sao? Nghĩa là cực bắc của kim này nối liền với cực nam của kim kia. Kim nam châm cực bắc thì nó màu đỏ, cực nam nó màu xanh. Cực bắc nối liền với cực nam, cực bắc nối liền với cực nam, cứ thế ta gọi là nối đuôi nhau. Và theo cái quy luật này cho nên người ta mới đưa ra một cái chiều quy ước về đường sức từ. Chiều đường sức từ theo quy ước là chiều từ đi từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc trục của kim nam châm. Thì các em chú ý ở đây trong thí nghiệm này nó có thanh nam châm và kim nam châm. Ta đang muốn nói đến cái hình ảnh cụ thể về từ trường của thanh nam châm. Còn cái kim nam châm này khi ta đặt trên một đường sức từ là ta dùng các kim nam châm này để xác định chiều của đường sức từ đối với thanh nam châm. À, như vậy là cái kim nam châm đóng vai trò trong thí nghiệm này là để xác định chiều đường sức từ. Và người ta đã quy ước là đi từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc trục của kim nam châm, từ cực nam đến cực bắc. À, như vậy theo quy ước này thì em thấy cái chiều đường sức từ nó sẽ hướng theo chiều từ trái sang phải, từ trái sang phải đối với thanh nam châm, đúng chưa nào? Từ trái sang phải. Tương tự như thế đối với những đường sức từ còn lại, ta cũng đặt các kim nam châm nối tiếp trên một đường sức từ và ta cũng dựa vào chiều quy ước người ta đã cho để các em biểu diễn các mũi tên tương ứng. Như vậy mỗi đường sức từ ta vẽ ra thì phải có chiều xác định, được chưa nào? Và như vậy thì nhìn vào cái hình thứ hai này, các em sẽ thấy được các đường sức từ có chiều đi vào cực nào
và đi ra từ cực nào của thanh nam châm. Em nhìn cái hướng mũi tên, cái hướng mũi tên này nó hướng vào cực nam và nó hướng ra từ cực bắc. À, tất cả các đường sức từ đều như thế hết. Như vậy ta rút ra được kết luận các đường sức từ có chiều nhất định và ở bên ngoài nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực bắc. Em thấy các mũi tên này đều hướng ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Hãy nhớ gọi là vào nam ra bắc. Các đường sức từ ở bên ngoài thanh nam châm có đặc tính nào? Từ trường của nam châm mạnh nhất ở hai đầu từ cực của nam châm. À, như vậy hai đầu từ cực này từ trường nó mạnh nhất là do mật độ các đường sức từ nó nhiều nhất, nó dày dặn hơn. Như vậy là vừa rồi thì ta đã nói xong được từ trường, ta đã phân tích được, ta đã khảo sát được từ trường của một cái nam châm một cách tương đối đầy đủ. À, ta đã tạo ra từ phổ của nam châm, à, đã xác định đường sức từ cũng như là xác định được chiều của đường sức từ. À, như vậy ta được một cái bức tranh tương đối hoàn chỉnh về từ trường của nam châm. À, thầy chia sẻ với mấy em về từ trường của trái đất. Xung quanh trái đất có từ trường và tại sao trái đất có từ trường thì rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học khác nhau. Để lát nữa trong cái phần chia sẻ clip này em sẽ quan sát được. Người ta xem trái đất như là một cái nam châm khổng lồ có hai cực từ nam, cực từ bắc. Và hiện nay cực từ nam của trái đất nằm gần với cực bắc địa lý mà người ta gọi là địa cực bắc. Đó là cực bắc địa lý. Còn cực từ bắc của trái đất thì nằm gần với cực nam địa lý. Các kim nam châm, kim la bàn chịu tác dụng của từ trường của trái đất, cho nên cực bắc của các kim nam châm này đều bị cực từ nam của trái đất hút, tức là nó quay về cực từ nam của trái đất. Hay nói khác đi, cực bắc của các kim nam châm luôn chỉ hướng bắc địa lý. Và từ trường của trái đất được mô tả bằng các đường sức từ như thế này. Và các đường sức từ này cũng đi vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc. À, bây giờ ta xem tiếp về cái từ trường của trái đất. Tại sao trái đất có từ trường? Như thầy nói, rất nhiều ý kiến khác nhau và một ý kiến cho được hợp lý nhất là người ta cho rằng trong lòng trái đất có những cái dòng chất dẫn điện trong lòng trái đất, và chính vì cái chất dẫn điện lỏng này nó tạo ra cái từ trường của trái đất. Từ trường của trái đất cũng được mô tả bằng các đường sức từ. Và nhờ có từ trường này mà trái đất đã tạo nên một lớp rào chắn bảo vệ để chống lại những cái cơn bão mặt trời. Cơn bão mặt trời này ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến những cái thiết bị định vị. Và nếu không có lớp từ trường này thì trái đất sẽ phải hứng chịu các hạt mang điện có hạn mà mặt trời không ngừng phát ra và sự sống sẽ không thể tồn tại được nữa. À, như vậy là nhờ cái từ trường của trái đất nó bảo vệ trái đất.
À, ta qua cái phần vận dụng về cái từ phần A, từ phổ, đường sức từ. Trong sách giáo khoa có những cái bài vận dụng ở câu C4. Đây là cái từ phổ của một cái nam châm chu. Em hãy quan sát từ phổ của nam châm chu để mà ta biểu diễn đường sức từ. Em nhận xét ở bên ngoài nam châm chu, ở hai cực của nam châm chu, phần bên ngoài thì các mạch sắt sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này đến cực kia. Trong lòng nam châm chu, các mạch sắt lại sắp xếp thành những đường gần như là những đường thẳng song song và cắt đều nhau. Như vậy biết được từ phổ của nam châm chu hoặc là nam châm thẳng mà ta vừa học thì các em sẽ biểu diễn được đường sức từ. Bên ngoài nam châm là những đường cong và những đường cong này cũng đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Các đường sức từ khác cũng thế. Ở trong lòng nam châm chu, đường sức từ là những đường thẳng gần như song song với nhau và cũng theo chiều vào cực nam và đi ra ở cực bắc. Câu C5. Đây là một cái dạng bài tập vẽ hình. Nếu ta biết được chiều của một đường sức từ của một thanh nam châm như hình 23.5 thì em hãy xác định tên các từ cực của nam châm. Thì em nhớ lại trong cái bài trước thì thầy đã đưa ra một số quy tắc để xác định các cực từ của một nam châm. Thì em nào quên các em xem lại. Thì qua cái bài này ta lại biết thêm một cách để xác định tên các từ cực thông qua việc nhận biết được chiều của đường sức từ. Hoặc nếu như người ta không cho các em biết chiều đường sức từ mà người ta đặt tại một tại điểm đó một cái kim nam châm thì em cũng xác định được tên từ cực. Trong trường hợp người ta cho biết chiều như hình vẽ như thế này là cái mũi tên màu đỏ là chiều đường sức từ thì đường sức từ sẽ có chiều đi vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc. Như vậy cái đường sức từ này nó đi vào đầu B. Như vậy đầu B chính là cực từ nam và A là cực từ bắc. Còn nếu như người ta không cho cái chiều đường sức từ mà người ta vẽ ở đây một cái kim nam châm thì các em hãy dựa vào cái chiều quy ước để các em xác định chiều đường sức từ. Rồi em xác định được tên từ cực. Hoặc nhanh hơn nữa là các em để ý là gì? Là cực từ nam của thanh nam châm bao giờ cũng hút cực bắc của kim nam châm. Như vậy ta thấy cực bắc của kim nam châm nó quay về đầu nào của thanh nam châm thì đầu đó sẽ là cực từ nam. Ngược lại. Như vậy cái dạng bài tập này cũng không có khó. Ở câu C6. Cho hình ảnh từ phổ của hai nam châm đặt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng. À, đây là cái từ phổ của hai nam châm thẳng và người ta đặt hai cực khác tên gần nhau. Và cái từ phổ này em nhận xét là ở bên ngoài thì các mạch sắt sắp xếp thành những đường cong. Còn ở giữa thì là những cái đường thẳng. À, như vậy là ta vẽ được rồi. Và ta chú ý thêm cái chiều của nó. Tất cả các đường sức từ đều đi vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc. Ta điền thêm các mũi tên vô thôi. Rồi, như vậy là ta đã hoàn tất được một nội dung cũng quan trọng, đó là từ phổ đường sức từ. Hoặc nó khác đi là ta đã vừa khảo sát xong, nghiên cứu xong cái từ trường của một cái nam châm chu, là ta có được cái hình ảnh cụ thể của từ trường nam châm chu. Sang nội dung thứ hai là từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Xung quanh dòng dây dẫn có dòng điện cũng tạo ra từ trường, cũng sinh ra từ trường. Như vậy một ống dây có dòng điện chạy qua cũng sinh ra từ trường. Và liệu cái từ trường của ống dây có dòng điện và cái từ trường của nam châm
nó giống nhau hay là khác nhau. À, thì bây giờ ta sẽ nói đến nghiên cứu về cái từ trường của ống dây và các bước tiến hành giống như đối với nam châm. Nội dung thứ nhất là ta cũng sẽ tiến hành tạo ra cái từ phổ của ống dây có dòng điện, rồi ta vẽ đường sức từ, rồi ta xác định chiều đường sức từ hoàn toàn giống như cái phần A. Để tạo ra từ phổ thì các em xem đây là cái bộ thí nghiệm. Bộ thí nghiệm này em chú ý có một cái tấm nhựa trong, người ta dùng một cái dây dẫn dài quấn thành một cái lõi hình trụ, tức là cái ống dây hình trụ, và đặt cái ống dây này vuông góc với mặt phẳng của cái tấm nhựa, cho nên các em chỉ quan sát được phần trước của ống dây, còn cái phần sau của ống dây nó nằm ở dưới tấm nhựa, ta không thấy được. Điều thứ hai là mạch sắt cũng sắp xếp sẵn ở trong cái tấm nhựa này, nhưng mà ta chú ý là phải có mạch sắt ở bên ngoài và bên trong ống dây nè, phải có phần mạch sắt bên ngoài và bên trong thì ta mới quan sát được đầy đủ cái từ phổ của ống dây có dòng điện. Hai đầu ống dây được nối với nguồn điện ampere kế biến trở. Khi ta đóng công tắc, tức là ta cho dòng điện chạy qua ống dây, thì trước khi ta quan sát được cái từ phổ, các em cũng phải gõ nhẹ và đều khắc trên tấm nhựa này một khoảng thời gian. Và sau khi các em gõ xong rồi, thì các em mới quan sát được cái từ phổ của ống dây có dòng điện, thì hình ảnh nó sẽ như thế này. Như vậy một ống dây có dòng điện chạy qua thì các mạch sắt sắp xếp ở bên trong ống dây và bên ngoài ống dây, thì các em sẽ quan sát phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có đặc điểm gì và phần ở bên trong, phần từ phổ bên trong ống dây có đặc điểm gì. Thì rõ ràng các em thấy phần từ phổ bên ngoài ống dây được sắp xếp, các mạch sắt được sắp xếp thành những đường cong, và những đường cong này nó nối từ đầu này đến đầu kia của ống dây, từ đầu này đến đầu kia, và trong lòng ống dây thì mạch sắt là sắp xếp thành những đường thẳng gần như song song với nhau, nhưng mà ở ngoài ống dây thì các mạch sắt này lại sắp xếp thành đường cong, đường cong. Như vậy chỉ ở trong lòng ống dây thì mạch sắt mới sắp xếp thành những đường thẳng song song và cắt đều nhau. So sánh từ phổ của thanh nam châm và từ phổ tạo thành của ống dây, nó vừa tạo thành hai hình để các em dễ so sánh. Bên ngoài nam châm, từ phổ là những đường mạch sắt, là những đường cong nối liền từ cực này đến cực kia. Đối với ống dây, bên ngoài ống dây, các mạch sắt cũng sắp xếp thành những đường cong nối liền từ đầu này đến đầu kia của ống dây. Một điểm khác biệt, đối với ống dây, mạch sắt lại sắp xếp thành những đường cong, à xin lỗi, thành những đường thẳng gần như song song và cắt đều nhau. Như vậy ta chốt lại về cái phần nhận xét này. Giống nhau là phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài nam châm giống nhau. Như thầy nói là những cái đường cong nối liền từ đầu này đến đầu kia. Về khác nhau thì trong lòng ống dây cũng có các đường mạch sắt sắp xếp gần như là những đường thẳng song song với nhau. Nhận xét về hình dạng của các đường sức từ thì cũng giống như phần A, sau khi ta có được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua thì bước thứ hai là ta dùng bút ta tô dọc theo các đường mạch sắt, tức là ta đã biểu diễn được đường sức từ,
Như vậy cái hình kế bên đây em thấy là ta đã biểu diễn được các đường sực từ của ống dây có dòng điện chạy qua. Phần bên ngoài là những đường cong giống như nam châm, giống như nam châm thẳng. Phần bên trong ống dây là những đường gần như là những đường thẳng song song và cắt đều nhau. Về cách vẽ thì thầy cũng yêu cầu giống như nam châm, các em chỉ cần vẽ ba đường thôi, không cần phải vẽ nhiều đường sực từ như cái hình này, nó khó, mất thời gian. Thứ nhất là một cái đường ở ngay chính giữa ống dây, ngay chính giữa em vẽ một cái đường thẳng, rồi trên và dưới cái đường này các em vẽ tiếp hai cái đường thẳng song song trong lòng ống dây, nhưng mà khi em vẽ ra ngoài thì em vẽ nó cong lên và cái đường này nó cong xuống. Bên đây cũng thế, như vậy ta chỉ cần vẽ ba đường sực từ. Về ống dây thì ta chú ý cách vẽ ống dây. Ống dây thì nó quấn và như thầy đã nói là các em chỉ nhìn thấy phần trước của ống dây, còn cái phần sau, phần dây quấn phía sau các em không thấy, cho nên người ta quy ước thế này. Ví dụ ta quấn từ đầu này đây, như vậy là các em lần theo từng vòng dây, như phần này là phần nhìn thấy, ta vẽ liền nét, rồi rong phong ra phía sau, người ta quấn từ trước ra sau, như vậy phần phía sau này không nhìn thấy thì ta vẽ nét đứt, rồi vòng ra phía trước là phần nhìn thấy, ta vẽ nét liền, và cứ thế tương tự với những vòng dây còn lại. Và yêu cầu các em chỉ cần vẽ 4 5 vòng là được rồi, không cần vẽ nhiều vòng dây. Nhớ nha. Như vậy nếu mà ta biết chiều dòng điện từ đầu ống dây đi vào đâu thì các em lần theo vòng dây để các em biểu diễn mũi tên chiều dòng điện. Nhưng ta chỉ biểu diễn mũi tên dòng điện ở vòng dây các em vẽ liền nét, tức là ở vòng dây ta nhìn thấy. Còn cái phần không nhìn thấy, các em không được vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện. Phải nhắc cái này trước để lát nữa cái phần hình vẽ các em quan sát dễ hiểu hơn. Mình chỉ biểu diễn chiều dòng điện ở phần dây nhìn thấy, tức là phần phía trước của ống dây. Về hình dạng đường sức từ thì các em thấy các đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua là những đường cong khép kín, là những đường cong khép kín không cắt nhau. Mỗi đường sức từ riêng biệt nhau là những đường cong nha, và các đường sức từ không cắt nhau. Và bước thứ ba, sau khi ta vẽ được chiều đường sức từ thì ta cũng làm tương tự như cái phần A, tức là ta sẽ đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một đường sức từ ta vừa vẽ. Và khi cân bằng thì các em quan sát sự định hướng của kim nam châm. Như vậy là dòng điện đang có chiều theo hình vẽ là mũi tên màu đỏ này, các em nhìn dòng điện nó đi từ trước ra phía sau. Như vậy ở phía trước này là dòng điện đi xuống, rồi vòng ra phía sau, không vẽ chiều dòng điện, vòng ra phía trước thì ta tiếp tục vẽ chiều dòng điện, cứ thế. Và khi có dòng điện chạy qua ống dây thì các kim nam châm này cân bằng đang đứng yên, và các kim nam châm này đều chỉ một hướng xác định. Cái này giống như nam châm thẳng, đều chỉ một hướng xác định. Và ta nhớ ở phần trước, khi có sự cân bằng của các kim nam châm, người ta mới đưa ra cái chiều quy ước để biểu diễn chiều đường sức từ. Thì đó là chiều từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc trục của kim nam châm. Và nhờ cái chiều quy ước này mà ta vẽ được chiều đường sức từ của nam châm thẳng đi vào từ cực nam, đi ra từ cực bắc. Thì ta cũng vận dụng cái chiều quy ước này để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện. Từ cực nam đến cực bắc, từ cực nam đến cực bắc. Như vậy, đường sức từ ở bên ngoài ống dây sẽ có chiều đi vào một đầu ống dây hướng từ phải sang trái. Như vậy là đường sức từ sẽ đi vào đầu bên trái của ống dây và nó đi ra ở đầu bên phải của ống dây. Đúng không nè?
À, cứ theo cái chiều ký ức này em, đường sức từ có chiều đi vào đầu bên trái và đi ra ở đầu bên phải của ống giày. Như vậy cũng giống như nam châm này thì em mới nhận xét về chiều đường sức từ ở hai đầu ống giày so với chiều các đường sức từ ở hai cực của nam châm. Thì ở hai cực nam châm, các đường sức từ cùng đi vào một cực và cùng đi ra ở cực kia của ống dây của nam châm, thì ống dây cũng tương tự giống như thanh nam châm. Tại hai đầu ống dây, các đường sức từ cũng có chiều đi vào một đầu ống dây và đi ra ở đầu kia của ống dây. Như vậy theo cái hình này thì các đường sức từ sẽ đi vào đầu bên trái ống dây và đi ra ở đầu bên phải của ống dây. Các đường sức từ đi vào một đầu của ống dây thì đầu ống dây đó gọi là cực từ nam. Các đường sức từ đi ra ở đầu kia của ống dây thì đầu đó gọi là cực từ bắc. Như vậy đối với một ống dây có dòng điện chạy qua cũng giống như nam châm, ở hai đầu ống dây là hai cực từ. Ta nhớ ở hai đầu ống dây là hai cực từ. Đầu ống dây có các đường sức từ đi ra gọi là cực bắc. Đầu ống dây có các đường sức từ đi vào gọi là cực nam. À, bây giờ ta rút ra một số kết luận. Em xem kỹ cái hình. Kết luận thứ nhất, phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm giống nhau. Đều là những đường cong nối liền từ đầu này đến đầu kia. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ được sắp xếp gần như song song với nhau. Những đường thẳng song song với nhau. Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín, không cách nhau. Phải nhớ, các đường sức từ này không cách nhau. Và giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia của ống dây. Tức là hai đầu ống dây là hai cực từ nam và cực từ bắc. Như vậy để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua, em phải thực hiện 3 bước. Phải tạo ra từ phổ, phải vẽ đường sức từ, rồi phải dùng kim nam châm để xác định chiều đường sức từ. Cho nên vì nó có khó khăn đó, mất thời gian, người ta mới đưa ra một cái quy tắc để các em thực hiện nhanh. Các em xác định nhanh chiều đường sức từ nếu biết chiều dòng điện chạy qua ống dây. Nhưng mà trước khi ta đi vào quy tắc này thì ta sẽ tìm hiểu xem là chiều dòng điện và chiều của đường sức từ nó có phụ thuộc vào nhau hay không. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc yếu tố nào? Mình xem lại cái thí nghiệm này. Đây là một thí nghiệm mà người ta đã cho dòng điện chạy qua ống dây theo chiều này, cực dương, dòng điện đi từ cực dương qua từng vòng dây. Như vậy đối với từng vòng dây này thì dòng điện có chiều đi xuống theo mũi tên màu đỏ. Các kim nam châm nằm cân bằng thế này. Như vậy là đường sức từ sẽ theo chiều từ phải sang trái. Từ phải sang trái. Như vậy ở thí nghiệm này thì đầu bên trái của ống dây là cực từ nam. Giống như là các đường sức từ đi vào. Ở đầu bên phải ống dây là cực từ bắc. Đường sức từ đi theo chiều từ trái sang phải. À, ta nhớ đó. Đường sức từ theo chiều từ trái sang phải. Bên trái ống dây là cực từ nam, bên phải ống dây là cực từ bắc. Đây. Bây giờ ta đổi chiều dòng điện để xem coi là chiều đường sức từ có đổi chiều hay không. Và muốn đổi chiều dòng điện thì ta chỉ cần đổi chốt cắm ở hai nguồn điện, hai cực nguồn điện.
ta đổi cực dương qua bên trái, cực âm sang bên phải. Em xem nha. Theo hình này, theo thí nghiệm ban đầu này thì dòng điện đi từ cực dương. Giờ ta đổi chiều dòng điện. Thì dòng điện nó sẽ đổi chiều. Và lập tức các kim nam châm nó sẽ quay ngược lại 180 độ. Thì lúc này em thấy đường sức từ sẽ theo chiều nào? Theo quy ước là từ cực nam đến cực bắc. Cực nam đây là màu trắng, khi màu trắng phần màu trắng là cực nam, màu đỏ là cực bắc. Đường sức từ sẽ đi theo chiều từ trái sang phải, từ trái sang phải, tức là từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc kim nam châm. Và như vậy rõ ràng là nó đã hướng ngược lại so với lúc đầu, hướng ngược lại so với lúc đầu. Như vậy khi ta đổi chiều dòng điện thì chiều đường sức từ cũng đổi chiều. Và lúc này đầu bên phải của ống dây đường sức từ đi vào. Như vậy đầu bên phải này bây giờ là cực từ nam và bên trái là cực từ bắc. Như vậy qua thí nghiệm này mình rút ra được kết luận gì? Là chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Nói một cách cụ thể hơn là khi ta đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây thì chiều đường sức từ cũng đổi chiều, các cực từ cũng đổi tên. Và dựa vào cái đặc điểm này, người ta mới nghĩ ra một cái quy tắc để xác định nhanh chiều đường sức từ nếu ta biết chiều dòng điện chạy qua ống dây. Ta gọi là quy tắc nắm tay phải. Em nắm vững nội dung chưa? Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái chỏi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây. À, như vậy nội dung quy tắc này nó có hai cái ý quan trọng. Ý thứ nhất là các em phải đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện. Và ý thứ hai là chiều của ngón tay cái chỏi ra chỉ chiều các đường sức từ. Và muốn vẽ đúng chiều đường sức từ thì phải thực hiện đúng bước thứ nhất. Em xem cái hình người ta đặt nắm tay phải. Đây là một cái ống dây có dòng điện chạy qua. Nha. Và dòng điện nó đang có chiều đi xuống. Như vậy, ta phải đặt nắm tay phải sao cho chiều bốn ngón tay là theo chiều của dòng điện đang đi xuống trong các vòng dây. Chiều bốn ngón tay là chiều nào? Đó chính là chiều từ đầu, từ cổ tay đến đầu các ngón tay. Như vậy ta ngửa nắm tay ra thì bốn ngón tay nó sẽ hướng xuống theo đúng chiều dòng điện. Đó, thì ta phải đặt như thế này. Thì lúc này ngón cái chỏi thẳng ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây. Tại vì chỉ có trong lòng ống dây đường sức từ là đường thẳng thì nó mới phù hợp với ngón cái chỏi ra. Chứ ở bên ngoài ống dây nó là đường cong, làm sao mà mình sử dụng ngón cái được. Đó. Cho nên là chiều của ngón cái chỏi ra là chiều các đường sức từ trong lòng ống dây. Ta chú ý cái ý này. Là bây giờ thầy sẽ nói từng bước từ cách đặt nắm tay. Tại vì cái quan trọng là cái bước đầu tiên. Nếu ta đặt nắm tay đúng theo chiều dòng điện của bốn ngón tay thì các em sẽ xác định đúng chiều đường sức từ. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. À, như vậy chiều dòng điện, dòng điện có chiều theo mũi tên một cái, dòng điện đi, em phải lần qua từng vòng dây để các em vẽ chiều dòng điện mỗi vòng. Và ta chỉ vẽ chiều dòng điện ở phần nào ta nhìn thấy thôi, còn cái phần sau ống dây ta không nhìn thấy, phần nét đứt em không biểu diễn chiều dòng điện nha. Đó, và cứ thế. Như vậy biết chiều dòng điện chạy trong các vòng dây, bây giờ ta mới đặt nắm tay phải sao cho chiều, sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện
Như vậy dòng điện đang đi xuống thì bốn ngón tay nó phải hướng xuống như thế này, ta phải đặt như thế này thì ngón cái chỏi ra mới chỉ đúng chiều đường sư tử. Như vậy ta nhớ ta phải đặt đúng đúng nắm tay phải và đúng chiều dòng điện theo chiều bốn ngón tay. À, đây là chiều dòng điện đi xuống, ta phải đặt đúng như thế. Rồi xong bước thứ nhất, như vậy ta đã đặt đúng chiều bốn ngón tay theo chiều dòng điện thì chiều của ngón cái chỏi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây. Như vậy ngón cái chỏi ra theo chiều nào? Từ trái sang phải. Như vậy các đường sức từ trong lòng ống dây theo chiều của ngón cái là hướng từ trái sang phải, đó là chiều đường sức từ. Biết được chiều đường sức từ trong lòng ống dây thì em biết được đầu nào ống dây đường sức từ đi vào, đầu nào ống dây đường sức từ đi ra. Như vậy đầu bên trái là đường sức từ đi vào, đó là cực từ nam. Đầu bên phải ống dây là cực từ bắc. Biết được hai cực từ của ống dây thì ta lại nhớ các đường sức từ phải có chiều đi vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc của ống dây. Như vậy dễ dàng cho em biểu diễn được các mũi tên của các đường sức từ còn lại. Như vậy là xong. Đó, em đặt đúng chiều dòng điện thì chiều đường sức từ sẽ đúng. Bây giờ nếu dòng điện đi lên nó không có đi xuống thì làm sao? À, ta xem trường hợp này. Bây giờ ta xét một cái ống dây, dòng điện nó đi theo chiều này. Từ đầu B dòng điện nó đi lên. À, đi lên. Vòng ra phía sau. Vòng ra phía trước. Mũi tên. Như vậy trong các vòng dây này dòng điện đều có chiều đi lên. Thì dòng điện nó có chiều đi lên thì mình phải đặt nắm tay sao cho chiều bốn ngón tay cũng phải hướng lên, cho nó cùng chiều với chiều dòng điện. Thì ta phải ngửa ra, quay ngược lại. Đó, chiều bốn ngón tay nó phải hướng lên theo chiều dòng điện. Thì chiều của ngón cái chỏi ra chỉ chiều đường sức từ. Như vậy theo chiều ngón cái này, đường sức từ sẽ có chiều từ phải sang trái. Đúng như này, từ phải sang trái. Như vậy đầu ống dây B, đường sức từ nó đi vào đầu này. Như vậy đây chính là cực từ nam. Và đầu A là cực từ bắc. Và khi đã biết được hai cực từ thì các em dễ dàng xác định được chiều các đường sức từ đi vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc. Như vậy là thầy đã nói rõ, nói kỹ về cái vận dụng quy tắc nắm tay phải. À, sang nội dung thứ ba của phần này là vận dụng. Ở câu C5, trong cái hình vẽ này có một kim nam châm vẽ sai chiều. Em hãy xác định kim đó và vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây. Thì ở đây có câu C4, thì câu C4 thì cũng không có gì khó hết, em tự làm nhé. Bây giờ làm sao mà biết được cái kim nào vẽ sai chiều? Có 5 kim mà một kim vẽ sai, như vậy 4 kim còn lại phải là kim đúng. Thì trước hết ta tìm xem những kim nào mà cực bắc nó chỉ cùng một hướng. À, rõ ràng là kim 2 và kim 3 nối đuôi nhau và nó cùng chỉ cùng hướng vào cái đầu này cũng vậy. Và kim 1 cũng thế. Thì là ba kim này là ba kim đúng rồi. Thì tất nhiên là cái cực nam của kim nam châm phải quay về hướng ngược lại, là quay về đầu bên phải. Như vậy là kim 3 đúng
và kim 4 cũng đúng. Như vậy rõ ràng kim 5 là kim kim sai. Kim vẽ sai chiều. Tôi vẽ lại cho nó đúng. Rồi. Như vậy sau khi ta vẽ xác định lại đúng rồi thì ta muốn vẽ chiều dòng điện. Đây là bài toán ngược của quy tắc nắm thẻ bài. Muốn xác định được chiều dòng điện qua các vòng dây thì các em phải biết được chiều đường sức từ trong lòng ống dây. Rồi các em vận dụng quy tắc nắm tay phải. À, như vậy, kim số 1 cực bắc nó quay về đầu ống dây này. Cách mà nhanh nhất là các em nhớ, nếu một cái kim nam châm mà đặt ở gần đầu ống dây thì cực bắc của kim nam châm sẽ là gần với cực nam của ống dây thì nó hút nhau. Cực nam kim nam châm phải là gần ống dây, đầu ống dây này sẽ là cực bắc. Đó là nhanh, là cách mà biết được nhanh. Cách thứ hai là các em dựa vào chiều quy ước. Chiều quy ước là chiều từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc kim nam châm. Như vậy các em nhìn kỹ kim số 1 và kim số 4. Như vậy đường sức từ sẽ có chiều từ trái sang phải ở trong lòng ống dây. Chiều đường sức từ là từ trái sang phải. À, như vậy ta phải đặt nắm tay làm sao? Ta phải đặt nắm tay sao cho ngón tay cái hướng từ trái sang phải thì bốn ngón tay nó sẽ theo chiều hướng xuống. Đó chính là chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Đó, như vậy là câu C5 là cái dạng bài toán ngược ha. Bên trái sẽ là cực từ nam và bên phải sẽ là cực từ bắc. Câu C6. Hình vẽ này cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực. Như vậy người ta đã cho biết chiều dòng điện nó đi lên qua các vòng và chiều dòng điện đi lên. Như vậy ta phải đặt nắm tay sao cho chiều bốn ngón tay nó phải hướng lên theo chiều dòng điện. Thì ngón cái sẽ chỏi ra từ phải sang trái, hướng từ phải sang trái. Đúng như là hướng từ phải sang trái. Như vậy là đường sức từ sẽ đi vào đầu B và đi ra ở đầu A. Như vậy đầu B là cực từ nam và đầu A là cực từ bắc. Lúc này muốn vẽ thêm chiều các đường sức từ khác thì cũng không có gì khó hết. Đang đi vào từ cực nam, mũi tên hướng vào từ cực nam và đi ra từ cực bắc. Như vậy là ta đã đi qua được cái phần vận dụng của quy tắc nắm tay phải và tem ôn kỹ phần này thì chắc chắn là trong cái bài kiểm tra cuối kỳ sẽ có những cái hình vẽ, những cái cách xác định chiều đường sức từ hay là tên từ cực. Nhìn vào cái hình ảnh này em thấy người ta dùng một cái cần cẩu và cần cẩu này có một cái bộ phận hút được những vật nặng, ở đây là cái xe tải, xe hơi hàng chục tấn, hàng trăm tấn. Một cái bộ phận mà nó hút được những cái vật nặng này chắc chúng ta nhớ đến nam châm. À, nhưng mà cái nam châm này không phải là nam châm vĩnh cửu và gọi là nam châm điện. Một nam châm điện mạnh có thể hút được một xe tải nặng hàng chục tấn, trong khi đó chưa có một nam châm vĩnh cửu nào có được lực hút mạnh như thế. À, như vậy kế tiếp thì ta sẽ nói đến nam châm điện về cấu tạo, về hoạt động và đặc biệt là ta hiểu được tại sao người ta thường sử dụng nam châm điện, tức là nó phải có lợi thế gì đó nhiều hơn so với nam châm vĩnh cửu. Sang nội dung thứ ba, sự nhiễm từ của sắt và thép nam châm điện. Nhiễm từ là gì? Nhiễm từ là nó có trữ tính. Như vậy khi sắt và thép nó nhiễm từ thì
sắt và thép trở thành những nam châm. Nhưng mà sự nhuyễn từ của sắt và thép có giống nhau hay không thì ta xem cái thí nghiệm sau đây. Người ta có một cái ống dây, một ống dây bên trong là rỗng, có một cái kim nam châm đang cân bằng theo hướng bắc nam. Hai đầu của ống dây được nối với nguồn điện, ngoài ra có hai vật, một vật bằng lõi sắt no hình trụ và một vật là lõi thép hình hộp. Như vậy ta có hai vật để các em so sánh, đó là lõi sắt no và lõi thép. Thí nghiệm được tiến hành như thế này. Trước hết là người ta đóng công tắc, tức là cho dòng điện chạy qua một cái ống dây không có gì bên trong ống. Thì các em quan sát một cái kim nam châm khi đặt gần ống dây này, kim nam châm lệch khỏi và nó đứng yên ở vị trí số 1. Vì sao vậy? Vì khi dòng điện chạy qua ống dây thì từ trường của ống dây đã tác dụng lực từ lên kim nam châm. Và cái từ trường ống dây này nó còn mạnh hơn cái từ trường của trái đất, cho nên nó lật làm cho kim nam châm lật khỏi hướng bắc nam. Ta ngắt công tắc, kim nam châm trở về vị trí ban đầu. Bước kế tiếp là ta sẽ cho từng lõi lần lượt vào trong lòng ống dây. Đầu tiên ta cho lõi thép vào trong lòng ống dây. Rồi, bây giờ ta sẽ quan sát kim nam châm. Đóng công tắc, kim nam châm quay nhanh hơn và nó dừng lại ở vị trí số 2. Điều này chứng tỏ rằng từ trường của ống dây có lõi thép đã tác dụng lực từ mạnh hơn so với trường hợp ống dây không có lõi thép. Ta cắt dòng điện, lấy lõi thép ra. Tương tự để lõi sắt vào trong lòng ống dây, ta đóng công tắc. Thì kim nam châm lại quay nhanh hơn và dừng lại ở vị trí số 3. Như vậy ta thấy rõ ràng khi ta đặt sắt và thép vào trong lòng ống dây thì cái từ trường của ống dây có hai lõi này nó khác nhau. Thì lát nữa ta sẽ có cái phần nhận xét sau. Bây giờ ta xem tiếp một thí nghiệm khác về sự nhiễm từ của sắt và thép. Để ta đóng công tắc thì nó trở về, kim nam châm trở về vị trí ban đầu. Có hai cái ống dây, bên trong đặt hai lõi sắt và thép. Hai ống dây này được mắc song song với nhau và nối vào hai cực nguồn điện. Dưới mỗi ống dây có một cái viên, sắt một kem đó, các em thấy. Bây giờ các em sẽ quan sát kỹ hiện tượng khi thầy đóng công tắc, tức là khi cho dòng điện chạy qua ống dây của hai ống dây và khi thì ngắt dòng điện ở hai ống dây. Trường hợp thứ nhất, khi thầy đóng công tắc thì cả lõi sắt và lõi thép đều hút được viên sắt, Đây, bây giờ ta xem kỹ khi ngắt dòng điện. Khi ngắt dòng điện thì lõi sắt không còn hút được viên sắt nữa, trong khi lõi thép mặc dù ngắt dòng điện, mặc dù không còn dòng điện chạy qua ống dây, nhưng nó vẫn còn hút được viên sắt. Như vậy hai thí nghiệm này cho ta thấy được cái sự khác nhau về sự nhiễm từ của sắt và thép. Khi ta đặt lõi sắt hoặc lõi thép vào trong lòng ống dây, ta thấy kim nam châm nó đều quay nhanh hơn, quay mạnh hơn. Như vậy tác dụng của lõi sắt hoặc lõi thép đã làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện. Đó là thí nghiệm thứ nhất. Ở thí nghiệm thứ hai, khi ta ngắt điện thì lõi sắt bị mất từ tính, ta gọi là khử từ nhanh, mất hết từ tính nhanh, còn lõi thép vẫn giữ từ tính lâu. Ngắt dòng điện
Lõi thép vẫn còn cuốc được những cái viền sắt. Để giải thích, sở dĩ lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây. Vì sao? Vì khi đặt trong từ trường, tức là ống dây có dòng điện mà ta đặt trong từ trường đó, thì lõi sắt và lõi thép đều bị nhiễm từ. Và nó nhiễm từ cho nên chúng trở thành nam châm. Do đó, ngoài cái từ trường của ống dây, bây giờ còn có thêm cái từ trường của lõi sắt hoặc lõi thép, làm cho cái từ trường tổng hợp nó mạnh hơn trước, cho nên kim nam châm sẽ bị lực từ mạnh hơn, nó quay nhanh hơn. Ngoài lõi sắt và lõi thép thì những cái kim loại thuộc nhóm vật liệu từ như là niken, coban nếu được đặt trong từ trường cũng đều bị nhiễm từ. Cũng đều bị nhiễm từ. Này, các sang gấp nội dung là nam châm điện. Thì nam châm điện là gì? Và nó hoạt động như thế nào? Nó có liên quan đến cái sự nhiễm từ mà ta vừa học hay không? Ta xem cái hình về cấu tạo. Nam châm điện gồm có một cuộn dây được quấn quanh một lõi sắt non. Và hai đầu cuộn dây này được đưa nối với hai cực của nguồn điện. Tức là khi cho dòng điện chạy qua cái cuộn dây thì nam châm điện mới hoạt động. Thì đối với cuộn dây thì người ta trong cái cuộn dây này người ta đưa ra được hai đầu dây. Nếu ta nối chốt thứ nhất và chốt thứ hai thì ta đang sử dụng cuộn dây có 1.000 vòng. Nếu ta sử dụng chốt thứ nhất và chốt thứ ba, ta được một cuộn dây có 1.500 vòng. Ta sử dụng được hai chức năng, hai cuộn dây có số vòng khác nhau. Đó là về cấu tạo. Gồm một cuộn dây bên trong là lõi sắt non. Và khi cho dòng điện chạy qua thì nam châm điện nó hoạt động. Như vậy nam châm điện hoạt động dựa vào sự nhiễm từ của sắt. Tại vì trong ống dây là lõi sắt chứ không phải là lõi thép. Và người ta muốn làm tăng cái lực từ của nam châm điện lên thì người ta làm cách nào? Thì các cách để làm tăng lực từ của nam châm điện thì có hai cách. Cách thứ nhất là tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây, hoặc là tăng số vòng của ống dây lên, tăng số vòng lên. Hoặc thậm chí người ta có thể áp dụng đồng thời, vừa tăng cường độ dòng điện và vừa tăng số vòng lên. Và để ta hiểu được cái biện pháp làm tăng lực từ thì em xem cái bài tập vận dụng sau đây. Có hai nam châm điện A và B. Nam châm thứ nhất đang có dòng điện cường độ 1 A với số vòng dây tương ứng là 250 vòng. Nam châm thứ hai cường độ dòng điện chạy qua là 1 A và số vòng cuộn dây là 500 vòng. Như vậy hai nam châm này, nam châm điện nào mạnh hơn? Thì lúc này em thấy cùng cường độ dòng điện nhưng mà số vòng của nam châm B nhiều vòng hơn. Như vậy là nam châm B mạnh hơn. Hoặc là hai nam châm C và D cùng số vòng dây nhưng dòng điện qua nam châm D có cường độ lớn hơn là 2 A. Như vậy là nam châm D mạnh hơn. Hoặc là ba nam châm B, C và E, B, D và E. Thì qua cái số liệu này em thấy như vậy là nam châm E có cường độ dòng điện lớn nhất là 2 A và số vòng dây cũng là nhiều nhất. Như vậy là nam châm E là nam châm mạnh nhất. Vận dụng. Trong sách giáo khoa có cái phần vận dụng. Khi ta chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Nghe giải thích. Đây là một cái thanh nam châm. Bây giờ ta chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì tại sao mũi kéo này lại hút được các vụn sắt? Thì em đã học rồi.
Vì khi chạm vào thanh nam châm thì mũi kéo đã bị nhiễm từ, nhiễm từ tức là cái mũi kéo này, cái đầu mũi kéo này là nó thành cái nam châm rồi đó, và nó trở thành một cái nam châm. Và tất nhiên là nếu trở thành nam châm thì nó sẽ hút được các cuộn cuộn sắt. Ngoài ra nếu ta lấy nam châm ra thì mũi kéo vẫn còn hút được các cuộn sắt, vì mũi kéo được làm bằng thép. Kéo được làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với thanh nam châm nữa, kéo vẫn giữ được từ từ. Ở thực tế bên ngoài đấy, em thấy người ta bán những cái thiết bị, những cái dụng cụ, ví dụ như thầy nói cái tuốc nô vít, có những cái loại tuốc nô vít mà khi mình vặn ốc thì mình thấy cái đầu tuốc nô vít nó vẫn hút được những cái đường nóc. Tức là cái đồ của thuốc nô vít đó người ta đã cho nó diễm từ, người ta sử dụng nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn là so với loại thuốc nô vít thông thường. Như vậy ở phần mở bài, trong cái bài sự diễm từ của sắt và thép thì ta thấy rằng nam châm điện có nhiều ưu điểm hơn so với nam châm mà mình đã học. Nam châm mình đã học là nam châm vĩnh cửu. Ưu điểm thứ nhất là gì? Là người ta có thể chế tạo ra được nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua vòng dây. Điều này nam châm vĩnh cửu không làm được. Ta thấy là cái từ tính của nam châm vĩnh cửu nó không thay đổi, nó không có tăng lên được, và thậm chí theo thời gian nó còn giảm đi được. Nhưng mà nam châm điện ta có thể tăng được tác dụng từ, tăng được cái từ tính đó này. Ưu điểm thứ hai, đối với nam châm vĩnh cửu, thanh nam châm hay là nam châm chưa u thì lúc nào nó vẫn còn từ tính, không thể nào mà làm mất từ tính nó được. Nhưng mà nam châm điện, nếu ta cần nam châm mất từ tính thì ta chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây là được. Và một ưu điểm nữa là gì? Nam châm thẳng hay là nam châm chưa u, cực từ bắc cực từ nam nó giữ nguyên không đổi tên được. Nhưng đối với nam châm điện ta có thể dễ dàng đổi tên từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dòng điện qua ống dây. Em nhớ lại cái bài từ trường của ống dây, chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện. Như vậy khi dòng điện đổi chiều thì chiều đường sức từ cũng đổi chiều, kéo theo tên của cực từ của ống dây cũng đổi tên. Và như vậy thì ta thấy người ta sử dụng nam châm điện trong thực tế rộng rãi hơn. Người ta xem một số ứng dụng là việc sử dụng nam châm điện thay cho các động cơ nhiệt để vận chuyển hàng hóa trong sản xuất giúp phần bảo vệ môi trường. Em biết là động cơ nhiệt là nó biến nhiệt năng thành cơ năng. Như vậy người ta có thể dùng động cơ nhiệt để đưa một vật nặng lên cao được. Nhưng bên cạnh đó, khi hoạt động thì nó thải ra khí thải ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà đối với nam châm điện thì nó không có cái điều này. Cho nên là sử dụng nam châm điện thì giúp cho ta bảo vệ được môi trường. Và những cái nam châm điện mạnh có thể đưa được những vật nặng hàng chục tấn, hàng trăm tấn. Và người ta hiện nay người ta chế tạo ra được những nam châm cực mạnh để mà vận chuyển những cái kiện hàng có trọng lượng khá lớn. Và như vậy là cuối bài này thì thầy có phần sơ đồ tư duy để các em nắm được hệ thống nội dung kiến thức về sự diễn từ của sắt và thép. Thì ta có hai trường hợp sắt diễm từ như thế nào. Sắt diễm từ mạnh hơn thép, nhưng ngược lại sắt bị mất từ tính nhanh. Người ta dựa vào sự diễm từ của sắt để chế tạo ra nam châm điện. Đối với thép, thép thì diễm từ yếu hơn sắt, nhưng ngược lại thép giữ từ tính được lâu.
và nhờ tính chất này để người ta chế tạo ra những cái nam châm vững củ dùng trong phòng thực hành, dùng trong những cái thiết bị điện đơn giản như là loa hoặc là tai nghe. Nam châm điện về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động dựa vào sự diễn từ của sắt. Về cấu tạo thì có một ống dây, bên trong người ta đặt một lọ sắt nòi, cái hình mô tả. Và để làm tăng giảm lực từ của nam châm điện thì người ta có thể làm tăng hoặc giảm số vòng dây, hoặc làm tăng giảm cường độ dòng điện qua các vòng dây. Về ứng dụng thì nó có nhiều ứng dụng, và một trong những ứng dụng đó là người ta dùng chế tạo ra cần cẩu điện trong những cái bến cảng. Ở những cái bến cảng người ta muốn đưa những cái container có trọng lượng lớn từ dưới tàu lên mặt đất, người ta dùng cần cẩu điện, đó chính là nam châm điện. Hoặc là loa điện, tức là cái loa nó hoạt động nhờ dòng điện, hoặc là cái chuông điện, hoặc là những thiết bị tự động, đó là relay điện tử, thì đó là những thiết bị điện rất quan trọng trong thực tế, và người ta đều sử dụng cái nam châm điện. Thì như vậy là cái tiết học mà thầy chia sẻ cho em hôm nay cũng khá dài, nội dung cũng khá quan trọng, đặc biệt là cái nội dung thứ hai. Thầy mong rằng là các em cố gắng thật tập trung. Các em có thể là xem bài này, nghe giảng bài này từng phần một, không cần phải nghe suốt một lần. Em nghe phần nào xong, các em dừng lại, các em ráng nhớ những cái ý quan trọng. Khi ta hiểu được cái phần thứ nhất thì các em có thể nghe lúc đó hoặc là lúc khác các em lại mở tiếp cái phần thứ hai, các em xem nha. Xem phần nào cho hiểu phần đó. Rồi thầy đã gửi thêm một số cái bài tập vận dụng về quy tắc nắm tay phải để các em luyện tập thêm. Rồi, tiết học bên này là kết thúc. Thầy chào các em nhé.